Hello anh trai nha, hello anh Thiên Phúc. Tôi mến anh Thịnh nhiều lắm nhưng mà giá của Thịnh thì hơi cao so với người khác một chút. Thì nói chung thì ở đâu cũng có người bán cao, người bán thấp anh em. Tại vì anh hiểu không, cái này em cũng chia sẻ với anh và tất cả những anh em trên cộng đồng TikTok ha, và những khách hàng của em. Thì ví dụ nha, thì tại sao một ly cà phê muối này ở Đà Lạt, em đang ở Đà Lạt đúng không đấy? Thì tại sao một ly này mới uống dù ở đây 40.000? Mà em muốn ở cái chỗ mà ly cà phê muối đối diện nhà em thì cái ly đó chỉ có 12.000 thôi, cũng là một ly cà phê muối. Nó khác nhau cái gì? Khác nhau ở địa điểm, ở thời gian và ở cái khung cảnh, cái bối cảnh anh em ha, cái quán như thế nào. Thì cũng như tại vì sao có nhiều cây trái ở miền Tây mình, tại sao nó có giá trị và cái ăn chất lượng nó ngon hơn cái cây trái miền Đông. Đại loại là như chôm chôm với quê em à, tới một chôm chôm với quê em, thường như quê em bán chôm chôm đường với em bán 40.000 ký, mà chôm chôm ở Đồng Nai thì lúc nào cũng rẻ hơn tới 5-7.000 ký, ngộ vậy. Và chiếc xe thì nó cũng tùy theo khu vực anh em nha, giống như chiếc xe mà giống như mình bán cái xe mình những cái phân khúc mà tầm thấp ở dưới miền Tây nó sẽ có giá hơn, còn những cái xe mà tầm thấp mà ở Sài Gòn thì nó lại mất giá, tại vì ở Sài Gòn là ít ai đi xe cỏ. Cho nên là khi mà anh em ôm xe cỏ ở Sài Gòn, tất nhiên em bán phải giá rẻ mới bán được. Còn ở miền Tây mà nếu mà muốn bán một chiếc xe lướt mà được như chiếc xe lướt ở Sài Gòn không bao giờ bán được. Tại miền Tây người ta ít có bao giờ người ta mua xe đời cao và xe lớn tiền, mua những tầm mình thấp. Cho nên là tại vì sao anh em thấy Thịnh Bến Tre mình đó là bán những cái dòng xe đó tầm khoảng gần 500-600 triệu đô la cho đến 100, vài chục là 200-300. Những dòng đặc trưng bên em bán là tầm khoảng là 300 là nhiều. Thì mình ở đâu, cái mạnh ở đâu mình sẽ đánh cái mạnh ở đó, giống như cái khu vực nào thì khu vực đó thôi. Và thứ hai nữa, cộng hưởng thứ hai nữa là cái gì, là chiếc xe mình cái gì nó cũng vậy, cái gì cũng có cái giá của nó. Giống như chiếc xe nó sẽ chắc nó sẽ khác, xe xấu nó sẽ khác, xe lỗi nó sẽ khác, và chiếc xe máy green nó sẽ khác, và xe máy đi nhiều nó sẽ khác nữa anh. Không phải mình nhìn vô cái tấm hình của em hay là nhìn vô một cái video của em ha, anh nhìn vô anh thấy là giống như ví dụ em bán một con Innova đi, tại sao anh Thịnh bán Innova giá này mà anh bên kia bán Innova giá đó? Tại vì anh chỉ nhìn bên trong thôi, anh nhìn qua cái điện thoại anh đâu biết được, anh phải đến tận nơi đó, anh lên chiếc xe đó anh lái thử đó, anh chạy thử đó rồi anh mới cảm nhận. Còn nếu anh không rành anh cứ dẫn thợ theo xem, bên em bán được khuyến khích anh em dẫn thợ theo đó, hoặc là mình không rành nữa cứ dẫn bạn bè theo trải nghiệm thử, từ từ rành mình mua, hoặc là mình hiểu về xe hơn ngày mua cũng được, không gì gấp đó. Và anh nói theo thường thì nói chung là em nghĩ đó, mỗi người đều có một cái cách bán hàng riêng và cái đẳng cấp khác nhau đó. Nếu mà em theo nhìn nha, là có những anh em đã có một cái giá trị gì đó, thì em thấy là những anh em nào đã có giá trị gì đó là họ không bao giờ cạnh tranh về giá. Người ta chỉ sợ là bán về cho khách mình xài chiếc xe đó chạy bền hay không, ổn định hay không, bảo hành tốt hay không đó. Còn những anh em mà thường mới ra làm thì hay là họ bán phải rẻ, lợi ích chút xíu mà bán lẹ để lấy vốn lại. Còn những anh em đã đủ rồi, người ta sẽ nghiêng về bảo hành, bảo quản, bảo dưỡng và chia sẻ cách sử dụng xe, quan tâm khách hàng hơn. Và không nói em Thịnh là nói riêng nha, em bên Thịnh thì nói chung là anh em cứ nghĩ đi, bên em Thịnh bán với anh em mình đó là bao dài, bao chạy, bao chán, bao quay đầu, đúng không? Và thứ hai nữa là bên em Thịnh có hỗ trợ cho anh em mình đổi xe máy nè, đổi ô tô, đổi xe tải. Đó, thậm chí anh em mình có nhà rất thành phố Bến Tre, đổi với em, đổi xe với em đổi luôn, em bù tiền ngược anh em luôn cũng được đó. Rồi sau bán hàng anh làm sẽ có bảo hành, và khi mà hết bảo hành máy rồi, anh em mình có nhu cầu muốn sửa chữa tính phí, em cũng có sửa chữa tính phí cho anh em mình luôn. Thậm chí anh em mình đi đường từ Nam chí Bắc, ví dụ anh em mình có nhu cầu muốn di chuyển chiếc xe nó đi xa chút xíu nữa, hoặc là anh em mình có nhu cầu hoặc là xe bị hư dọc đường nhờ cứu hộ, em cũng có số đội ngũ anh em hỗ trợ cho anh em hết mình. Nói chung là chơi hết mình với anh em. Và sau đó anh em mình cũng kẹt tiền, anh em mình có thể chạy cái ạt lại em thay vì anh em bán lỗ, đúng không? Chạy cái ạt lại Thịnh ơi, anh gửi chiếc xe đó cho em á, em đưa anh 200 triệu giùm anh xịn giá không? Em Thịnh cũng hỗ trợ chơi với anh em mình vậy luôn, chơi hết mình với anh em. Rồi ok, chúc anh em mình nhiều sức khỏe nha.